Thừa lỗi bạo lớn, được cả Bạch Lộc Đàm Tùng Vận tranh giành để yêu. Sau khi bạo lớn nhờ Vân Chi Vũ, thừa lỗi được cả Bạch Lộc Đàm Tùng Vận săn đón. Cách đây không lâu, Vân Chi Vũ do Trương Năng Hách và Ngô Thư Hân đóng chính đã được lên sóng. Thế nhưng thay vì nam nữ chính, couple phụ, Cung Thượng Giác, Thừa Lỗi và Thượng Quan Thiển, Nư Sục Hiểu lại nổi tiếng hơn hẳn. Sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi cũng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn lựa chọn cho tác phẩm của mình. Theo thông tin được đưa ra mới đây, hiện tại Thừa Lỗi đang được nhắm đến cho vai nam chính của 3 dự án lớn. Trong đó, Triều Tuyết Lục đóng cùng Bạch Lộc, Tiêu Dao đóng cùng Đàm Tùng Vận và Nữ Tướng hợp tác cùng Châu Dã. Cả ba mỹ nhân được nhắc tới là những cái tên đang rất hot ở thời điểm hiện tại. Nếu nhận lời đóng chung cùng họ, Thừa Lỗi sẽ có cơ hội bạo lớn. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nêu ra loạt lý do giúp cho Thừa Lỗi được các mỹ nhân tranh nhau. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến việc anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai diễn xuất tốt, tạo chemistry với bạn diễn cũng cực đỉnh. Thêm vào đó, anh chàng là tân binh mới nổi, vậy nên sẽ chấp nhận chuyện đóng phiên 2, không xảy ra việc xé phiên rắc rối. Trước đó ở Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi đã có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc, tạo hình điển trai cực ngầu, tính cách nhân vật hút fan giúp anh chàng hoàn toàn áp đảo Trương Năng Hách. Hiện tại Thừa Lỗi cũng đang nhận vai khách mời trong Đại Mộng Quy Ly. Cách đây không lâu anh chàng cũng đã từng gây sốt khi đẹp áp đảo La Vân Hy trên phim trường Nhàn Tầm Ký.